cái trái nó ra, nó ra gì nó lớn không anh Dũng? Lớn đẹp. Lớn đẹp luôn phải không? Lớn mà đẹp luôn. Lớn đẹp luôn ha. Ừ. Đó. Thì bà con không gài. Cái trái nó ra, nó ra gì nó lớn không anh Dũng? Lớn đẹp. Lớn đẹp luôn phải không? Lớn mà đẹp luôn. Lớn đẹp luôn ha. Ừ. Đó. Thì bà con hổng gài cũng hỏi em rất là nhiều, tại vì bà con cũng mới trồng á, mới trồng mít cụ đỏ cho vàng lần đầu tiên cũng như là cái mùa trái lần đầu tiên luôn. Đó, thì bà con thấy đó, thì những cái trái mà nó ra nhỏ nhỏ như này là bà con nè, ra nhỏ nhỏ như này, đó, thì bà con cũng rất là lo lắng luôn. Đó, cũng điện thoại cho Kia rất là nhiều. Đó, thì ngày hôm nay ở video này thì Kia cũng muốn trả lời cho tất cả của con ta luôn ha, để cho bà con mình yên tâm trong cái quá trình mà canh tác cây trái cũng như là cái quá trình làm bông làm trái trên cái mít cụ đỏ xi dạ Ấn Độ. Đó, đó bà con. Hả? Đó rồi, mà nó đẹp luôn. Hả? Lúc mới nãy mà có mấy ngày đâu nó bị vậy, nó bắt đầu nó đẹp lên từ thủ. Lúc mà cái trái bằng cái út nó nở ra đúng không? Ừ, mấy nếu... ngày đâu là nó bự lên vậy, bắt đầu là lay quay trái đó bắt đầu thụ phấn là bắt đầu nó thấy nó đẹp. Dạ. À, phân từng không ta? Ừ. Phân từng ha, phân từng nó mới lớn là lúc mà nhỏ mà cái út cái gì? Ừ, đúng à, rồi. À, cái út à, phân từng là mới lớn nè bà con nè. Đó. Là nó lớn rất là đẹp luôn đó, thì bà con thấy cái một trái phải nói là ok, rất là đẹp nè. Đó. Đây cũng như là mấy cái bông này, nó ra những mấy cái trái nó nhỏ đó. Đây như này nè, nó đang bóp ra những trái nhỏ nè đó. Thì bà con rất là lo lắng luôn, tại vì thường là bà con để mùa thì bà con thấy cái trái nó ra rất là to. Rất là to luôn, rất là đẹp. Đó, thì chúng ta làm bông làm trái thì nó ra cái trái nhỏ trước vậy ha, thì bà con rất là sợ. Đó, thì cũng nhờ Kia là tư vấn. Đó. Thì ngày hôm nay thì cũng sẵn tiện ghé cái vườn của ông anh mình ở Bình Tân Vĩnh Long đó. Thì cũng muốn trả lời cho tất cả quý con ta trong cái những ngày gần đây ha, bà con cũng chia sẻ hỏi Kia rất là nhiều đó. Không sao bà con nha, trái lớn rất là nhanh luôn đó. Đó, bồng đó, khá là đẹp, ngon lành đó, nè như trái này nè, cái trái này chắc mới nở tầm có 2-3 ngày thôi. Ừ, đúng, đó, đúng không? Đúng rồi. Như nè, bữa nay nó chà bá chơi rồi nè, đó nó trái này nở trước nè, nó bự to nè, nhưng mà trái này nó có cái thẹo nhỏ thì nữa nó liền lại ha, nhưng mà cái trái này cái trái nhỏ nữa đẹp thì nữa bẻ trái này đó. Nhỏ nhỏ thì nữa nó liền lại hết là bà con yên tâm đó, không có vấn đề. Dạ, liền hết đó. Cái vườn của ông anh mình hôm nay ra bông tịch ok luôn đó. Thì năm mùa thứ hai đó. Đó, những cái cây này nó cũng đi trước rồi, đi trước lý do là cặp cái mương đó, cặp nước đó, cho nên là cái hệ rễ đó phát triển rất là kém đó. Đó. Ôi, ôi. Đó, ngàn bông này đặt xuống trái luôn nè. Ôi, mũ trái nó đẹp. Ôi, con này hết hồng luôn anh ơi, quá trời dữ luôn đó. Tiếp tục qua đây này. Đây. Em lộ nãy giờ trời nắng nó mệt đó, nhưng em thấy dàn bông này nè, dàn bông này thứ nhất là hết mệt luôn, thứ nhất là những cái lá này nè, những lá nó xanh nó rất là dày nè, tức chứng tỏ rằng là gì, là cái sức sống của cái bông nó đầy đủ được dinh dưỡng nè. Đó, thứ hai là gì, là cái búp nè, búp này rất là bóng nè, mà con thấy nó rất là bóng luôn nè, đó không, rất là đẹp ha. Đó, thì cái tỷ lệ mà cái bông mà khi mà người ta cung cấp dinh dưỡng vô thì cái bông nó hấp thu dinh dưỡng rất là nhanh, nó rất là mau lớn. Đó, nó ra từ trên mà ra xuống tới dưới luôn. Đó, tiếp tục. Bây giờ. Đó. À. Ok. Đó, ngon lành cành đào. Đó thì ở video này thì về cái nội dung thì Kia muốn chia sẻ cho bà con ha. Về cái bà con hỏi Kia là cái trái mà nó ra lúc mà cái bóp bông mà nó trái nó ra như cái trái nhỏ thì trái nó có lớn hay không? Nó mới nở cái đâu có ba lớn đúng không? Ủa. Dạ. Thì sao cái như cái trái này chỗ trên màn hình mà con thấy ha, cái trái này sợ có 5 ngày nữa thì cái trái này cỡ cầm tay, mau lớn cực kỳ. Đó thì qua thì trong cái thời điểm này thì mình sẽ tưới những dòng xô cung cấp dinh dưỡng đầy đủ vô. Nó là gì? Để cho nó hấp thu dinh dưỡng tốt. Đó, để cho cái trái cho lớn cho nhanh. Đó thì con thấy những cái lá nó xanh rất là dày luôn ha. Đó thì tỷ lệ là gì? Là nó hấp thu dinh dưỡng rất là nhanh. Đó. Đó thì bà con cũng lưu ý cho Kia là gì? Đó. Thì ở video nào thì Kia cũng muốn nhắc cho bà con, chia sẻ cho bà con ta. Sao bà con mình quên ha. Nó thì vấn đề là sơ đen. Nó thì bà con
mỗi lần người ta phun dinh dưỡng dưỡng trái dưỡng nụ thì bà con là đưa cái nấm bệnh vô cho kia hai bà con nha. Đó. Quá đẹp anh ạ. Quá trời dữ luôn. Ngắt hết trời. Quá trời quá đất luôn. Đó. Thì anh Dũng thì cái vườn này thì anh tưới cái xô Mat Excellent. Đây. Tiếp tục. Anh tưới cái xô Mat Excellent thì cứ 10 ngày 2 tuần anh cứ cung cấp cho một lần đó bà con. Đó. Cái bông nè. Vì cái lá nó dày nè. Đó. Lá gai nó dày nè, cái bông nè, nhìn kì cái búp nè. Nó rất là sáng luôn nè bà con. Hỏi luôn là bự luôn rồi ha. Bông này thì ok rồi, tịch rồi. Bông này khá đẹp luôn, vì cái sức sống nó phải nói là gì, nó rất là mạnh. Khi mà mình cung cấp dinh dưỡng nhẹ vô một cái ha, là bắt đầu cái bông nó lớn rất là nhanh. Đó. Ghê ha. Đó, những cái giấy nè. Đó, những cái giấy bắt đầu ha, cái đầu nó tới cái tuổi nó già, cái đầu nó đen. Đó thì có gì đó thì mình đi thăm vườn mình thấy mình cứ lại bỏ bình thường mà không sao hết ha bà con. Lồng lành sáng lồng lành luôn ha. Đó, sáng long lanh luôn. Anh Dũng được thêm cái từ ngữ nó bông sáng long lanh. Đó. Cái bông này nó ra ngay chân chỗ của vị trí này ngặt anh. Chiều trái xuống độc ha. Trái độc ha. Trái này xuống ngay đây là độc luôn nè. Ngặt luôn nè. Đó. Tiếp tục. Chung là đều gan rồi con ơi. Chung là anh Dũng năm nay là hai vườn hầu như là gì? Là bông tỷ lệ nó ra hầu như là 100% luôn. Đó. Bông nó lớn nè, nó đẹp nè. Mới nở ra nè, nó rất là đẹp luôn nè. Đó thì sau 5 ngày sau là bằng cầm tay thôi. Đó. Đó thì các vườn anh Dũng đã áp dụng đúng theo cái chia sẻ của Kia bà con nha. Đó thì anh Dũng cũng không có bùa phép gì, cũng không có tự ý mua thuốc phun. Nó thì Kia chia sẻ tới đâu thì anh Dũng sẽ áp dụng đúng theo quy trình theo thời gian đó là bà con. Đó thì cho nên là cái quá trình mà để quản lý bông ha, để quản lý nụ cũng như là cung cấp dinh dưỡng qua nuôi bông nuôi nụ nó thì đúng thời điểm luôn. Đây đó, cái bông này nó ra trái thôi thầy luôn đó, nó ra đây tiếp tục thêm trái nè. Đây rất đẹp đó, thì nó sẽ đạt hiệu quả thôi bà con nha. Đó. Cái dạng bông một cỡ bông luôn, nói chung là không có bông bự bông nhỏ luôn đó. Đây cỡ bông luôn, cái này là nửa mình tiễn bông cho nó một cổ bông ha. Đó, thì nó sẽ thu hoạch trong một tháng là hết trái. Đó. Nhưng mà mít ruột đỏ thì bà con không sợ ha. Lý do là gì? Đó, thì nó sẽ ra bông chiền, đó, bông chiền bình thường hoài luôn. Đó, nè, cái bông nè. Đó. Cái bông mình làm bông làm trái thì nó ra bông vậy ha bà con ha. Bà con để mùa thì cái bông này nè, cái trái này nó ra rất là to luôn, cỡ cầm tay luôn, nó mới bung ra. Nó mới nở cái búp ra. Còn mình làm bông làm trái thì nó sẽ ra bên lớn này. Đó, thì từ từ nó sẽ lớn thôi, từ chừng 5 ngày sau thì cái bông này nó đã xả nhĩ. Còn đây là cái búp bông nè, nó đang búp nó nở nè, cái này là khoảng tầm 7 ngày sau thì nó sẽ nhỉ. Nó đưa dinh dưỡng vô thì vẫn lớn bình thường, lớn nhanh luôn. Nó quá trời dữ rồi anh Dũng ơi, chắc này là mệt đó nha, mệt anh Dũng ơi lắm, mệt rồi. Nó thì trên màn hình thì Kia có để là hai số điện thoại hai bà con nha. Quan tâm thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia. Thì Kia tư vấn chia sẻ cho bà con tao hoàn toàn miễn phí về cái khoa học như là cái kỹ thuật để cho bà con áp dụng vào trong cái vườn cây ăn trái của nhà mình để cho đạt hiệu quả hả bà con. Đó, thì bà con thấy video hay nhớ đăng ký kênh, like, subscribe cũng như là ủng hộ cho Kia tiếp tục sản xuất ra nhiều video hay hơn nữa ha, và hữu ích hơn nữa để phục vụ cho tất cả quý bà con trong quá trình canh tác cây ăn trái để cho đạt hiệu quả cho bà con nha. Đó thì Kia cũng xin tạm kết thúc video đây và hẹn quý con lại một video tiếp theo vào 18 giờ 3 phút hàng ngày nha quý bà con nha.